Thưa quý vị khán giả, khi mà những chiếc laptop nhỏ gọn thời trang đang rất phổ biến hiện nay thì những chiếc máy tính bàn không còn nhận được nhiều ưu ái như trước nữa. Và giải pháp cho những chiếc máy tính đơn điệu mà thua kệch đó là xuồng mút máy tính ra đời. Góc thành phố ngày hôm nay sẽ cùng quý vị khán giả xem là những chiếc máy tính độ này có gì đặc biệt. Trong cái quá trình dựng cây ở đây thì từ cái khâu tìm hiểu sản phẩm này, tư vấn này, lắp đặt này thì anh thấy cảm giác như thế nào? Mình thấy nhân viên tư vấn ở đây rất là nhiệt tình. Và mình đã hỏi qua rất nhiều chỗ nhưng mà thật ra đúng ra là cái giá cả bên mình và cái chế độ phục vụ rất là vâng. Mình đã được ý. Nhân viên tư vấn